theo cái trào lưu của cộng đồng lúc đó là ở trong nước đang khó khăn, đang vất vả. Cũng chưa biết bao giờ cái tương lai ở trong nước nó sẽ bừng lên để cho những người Việt ở nước ngoài trở về. Và mình cũng có những suy nghĩ như vậy. Lúc đấy thì cả cộng đồng hầu như chưa có ai về. Chỉ có một vài người về thôi. Thế thì lúc đấy là mọi người cũng ngạc nhiên lắm. Không hiểu tại sao đang làm ăn rất là tốt mà Lê Đắc Sơn lại về. Mà lúc ấy anh Sơn thì lại rất khác với những gia đình đến tận bây giờ ấy, là cứ chồng về còn vợ ở lại. Nhưng anh Sơn nhất định không. Là đã về về cả. Không có cái chuyện là vợ ở lại rồi con ở lại học hành. Về là về tất. Có lẽ là định mệnh thì nhảy vào ngành ngân hàng. Đấy, nhảy vào ngành ngân hàng từ 2000 cho đến tận 2009. Ngày xưa khi mà đi học anh không có hiểu về ngân hàng. Anh có học ngành ngân hàng đâu. Anh học bên Bách Khoa thì không có liên quan đến ngân hàng cả. Và cũng coi là cái ngành ngân hàng là cái ngành của những người mà người ta yêu thích những cái công việc mang tính chất là tỉ mỉ, cẩn thận và hợp với phụ nữ hơn. Anh ấy quá vất vả. Đi làm từ sáng đến tối. Bọn chị từ lúc rời Ba Lan, trong suốt thời gian anh làm ngân hàng không được đi sang Ba Lan lại một lần nào. Bởi vì là lúc nào anh cũng bệnh. Học xong ra trường đi làm rồi trưởng thành từng bước thì mình nhìn nhận ngân hàng nó khác. Ngân hàng nhà nước bắt đầu có một cái quy định là tăng vốn điều lệ. Ví dụ cái vốn ngân hàng nó đang là 1.000 tỷ. Mà mình có khoảng một phần hoặc 1/10 chẳng hạn thì không sao. Nhưng bây giờ nếu người ta tăng lên 2.000, 3.000, 4.000 thì mình muốn giữ được cái cổ phần tương ứng để mình có thể trụ lại được trong ngân hàng thì mình đóng cái vốn đó. Trong lúc làm ngân hàng thì mình cũng đã không thích ngành ngân hàng. Mình cũng nói với cả nhân viên là mặc dù tôi là sếp của các bạn, là tổng giám đốc thật, nhưng cái ngành của các bạn chán lắm. Ngành chả có một cái thú vị gì ngoài là cái kinh doanh tiền tệ, cái kinh doanh cái đồng ngoại tệ, ngoại hối ở cái mạng đối với quốc tế và trong nước là mình thích nhất. Bởi vì cái đấy nó cần phải cái sự nhanh nhẹn, sáng tạo, trí tuệ để coi như có thể nắm bắt được những sự biến động của giá cả, của tỷ giá, các loại tiền tệ để mình kinh doanh. Cái đấy là mình thích nhất. Còn lại những cái nghiệp vụ khác như huy động vốn hay nghiệp vụ cho vay hay là nghiệp vụ thẻ vân vân và những cái dịch vụ khác của ngân hàng thì mình nói là nói thật là mình chán. Chị hỏi anh bảo thế vay có phải giả không? Thế anh bảo vay lại không phải trả thì sao? Vay thì như là khách hàng. Và thế có phải mất lãi không? Và có chứ. Và thế nhỡ mà bây giờ ngân hàng mà đổ thì mình có được lấy cái tiền vốn của mình mà bù vào cái tiền vay không? Anh bảo không, đổ là mất hết, còn cái mất hết cái vốn của mình. Còn cái mà mình vay đấy là nợ của nhà nước là phải giả, mà không giả được đấy đi tù. Vốn điều lệ của ngân hàng là cái số vốn cần rất lớn. Không ai có tiền một mình để mà chấn giữ một ngân hàng. Thế thì mình cũng vậy thôi, nếu như cứ tiếp tục làm như thế. Thứ nhất là em không biết nhà mình có bao nhiêu tiền. Bởi vì nó đang là giấy, mà đến một lúc nào đấy mà nó ngân hàng nó trục trặc là em mất hết. Ngân hàng đấy là của đại chúng, không phải là của cá nhân mỗi gia đình. Vì mỗi gia đình lấy đâu ra ngần ấy tiền để mà cứ cá nhân mãi. Nếu như biến ngân hàng đó là thành của một gia đình hay của một nhóm người thì sớm muộn ngân hàng nó cũng sẽ bị phá sản. Và cái lo lắng còn hơn cả phá sản, tức là tất cả những người mà cố tình biến ngân hàng thành của mình, thành của gia đình mình, của phe nhóm mình để trục lợi thì sẽ thất bại hết cả. Mà trên thực tế thì đã chứng minh rồi. Anh không để lại một cái doanh nghiệp gì cho con cả. Mà đến lúc mình ra là em không biết là tiền hay là giấy. Hiện nay bây giờ là em không kiểm soát được là anh có tiền hay là có giấy. Mình sẽ rời khỏi ngành ngân hàng để trở về với cái ngành giáo dục của mình. Dù bất kỳ điều kiện gì, nhưng cá nhân mình thì mình đã tính được là quay trở lại ngành cũ là cái ngành đúng sở trường của mình, đúng ham mê. Chứ còn ở lại cái ngành ngân hàng thì bây giờ cũng không biết là thế nào. Có thể là cũng vẫn rất tốt, nhưng cũng có thể là không tốt như các ngân hàng khác. Tóm lại tức là sự ra đi đấy là hoàn toàn trong cái vòng kiểm soát về định hướng phát triển nghề nghiệp, định hướng phát triển gia đình của mình, chứ không có một cái tác động ngoại nào là cho mình rời đấy cả. Có một hôm anh ấy về, anh uống rượu rất là say, mà anh Sơn chưa bao giờ uống rượu. Đó. Thế là anh ấy uống rượu rất là say và
anh lái xe mới dìu anh vào đến ghế, bắt đầu anh ấy lăn ra anh ấy khóc. Anh ấy khóc không phải là vì kiểu là vất vả, mà vì anh ấy thương, quá thương ba mẹ con. Hiểu không? Tức là ba mẹ con thì không hợp khí hậu, ốm lăn ốm lóc, mà anh ấy cũng không biết là anh ấy đưa về như thế thì tương lai là ba mẹ con sẽ như thế nào, hay là lại phải quay trở lại ba mẹ. Đó, thế là anh ấy ốm rượu, anh ấy lăn ra, anh ấy kiểu anh khóc và anh ấy ôm mấy thằng út, thằng Sang, cái chị ấy. Anh ấy bảo là bố xin lỗi con, khả năng là bố sai rồi. Để lại cho con là một ngân hàng, không ai làm được điều đó, không đủ sức làm, và pháp luật người ta cũng không cho làm. Chính vì thế cho nên anh đã tính là ngân hàng mình làm nó chỉ là bất đắc dĩ trong một thời gian nhất định, còn lại vẫn phải quay về một cái nào đấy mà mình cảm thấy cái đấy là cái thực sự đam mê của mình, cái mà mình yêu thích, cái mà mình cho rằng nếu làm được thì cái ý nghĩa của nó đối với mình nó lớn hơn rất là.